từ 0 giờ ngày 22 tháng 3, thì Việt Nam sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 118/TB-VPCP, kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Thông báo nêu rõ, từ 0 giờ ngày 22 tháng 3, Việt Nam sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài. Việt Nam cũng sẽ tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao, có giấy xác nhận không dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 COVID-19, do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận, được phép nhập cảnh và phải được cách ly chặt chẽ tại các cơ sở lưu trú, đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan cấp hoặc gia hạn thị thực phù hợp cho các trường hợp này, bao gồm những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không thể về nước, phải tiếp tục ở lại làm việc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương cấp phép lao động phù hợp cho các trường hợp trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố liên quan và các ngành y tế giám sát chặt chẽ theo các yêu cầu phòng chống dịch đối với các trường hợp trên khi làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng cũng chỉ đạo là tiếp tục hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với các hãng hàng không nước ngoài vì dễ dẫn đến quá tải ở các khu vực cách ly. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách là người nước ngoài rời khỏi Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục vận động, khuyến cáo người Việt Nam ở nước ngoài như là học sinh, sinh viên, người lao động hay là Việt kiều hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở nước ta. Trường hợp thực sự có nhu cầu về nước thì phải đăng ký với cơ quan đại diện để kịp thời phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo ngành hàng không tổ chức theo từng chuyến bay thương mại và phải đăng ký, tuân thủ sự sắp xếp của từng chuyến, từng đợt, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định. Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao đi công vụ công tác nước ngoài thì khi về nước phải tuân thủ thực hiện việc kiểm dịch, khai báo y tế tại cửa khẩu theo quy trình phòng chống dịch hiện nay và thực hiện yêu cầu cách ly bắt buộc theo đúng quy định. Thực hiện việc cách ly tập trung đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ đi công tác nước ngoài và quay về nước và các trường hợp đặc biệt khác nêu tại điểm A mục 5. Xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không chấp hành cách ly, không khai báo hành trình, hành vi tiếp tay cho các trường hợp là trốn cách ly.